câu hỏi. Bạch sư, xin được phép hỏi, khi ta đi, đứng, nằm, ngồi và có tác ý theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, đó có phải là đang hành thiền không ạ? Thì đó là quý vị đang hành thiền. Sư nói rồi, hành thiền là theo dõi đối tượng, và đối tượng sư đang hướng dẫn quý vị ở đây chính là hơi thở.